Đây là cô giáo Penny. Cô không có nhiều tiền, nhưng cô luôn biết cách vượt qua mọi tình huống. Còn đây là cô giáo Candice. Cô ấy rất giàu và cô thường chiều hư học sinh rất nhiều. Chào buổi sáng, đến lúc dậy đi làm rồi. Mình rất yêu khoảnh khắc bắt đầu ngày mới. Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời. Buổi sáng đây thưa cô Candice. Ồ, vừa đúng lúc luôn. Còn gì khác không ạ? Giúp tôi chỉnh cái gối lại chút nha. Dạ được, như ý của cô. Bánh sandwich cùng cà phê đánh bọt. Trông ngon lành ghê. Trứng cá này có tươi hay không? Tươi nhất luôn thưa cô. Cô nói đúng, nó rất tuyệt vời. Rất ngon miệng. Cô đem đi được rồi. Vâng thưa cô Candice. Ly cà phê ngon ghê. Thật là một buổi sáng đẹp trời. Nhưng cô Penny thì lại không thoải mái bằng được. Hóa đơn tiền điện lại tăng rồi. Mặc quần áo ấm cũng chẳng giúp ích được gì. Sáng nay thật lạnh quá. Thôi thì đến giờ ăn sáng rồi. Có nước sôi nè. Cũng được đó. Vậy còn túi trà gói thì sao? Hoàn hảo. Chắc còn dùng được ít nhất 3 lần nữa. Còn lại một miếng bánh mì nè. Chẳng phải rất tuyệt hay sao? Đến lúc đi làm với công việc yêu thích rồi. Trong khi đó cô Candice đã đến trường rồi. Một tài xế riêng là điều mà giáo viên nào cũng cần. Còn cô Penny thì đi bộ đến trường. Hơi lạnh lẽo một chút, nhưng không khí trong lành rất tốt cho sức khỏe mà. Đến trường rồi, lại một ngày nữa đi làm công việc trong mơ của mình. Hôm nay cô Candice đã chuẩn bị một thứ thú vị cho môn thiên văn học. Alo, NASA đó hả? Phải, chúng tôi đang đợi anh ấy nè. Cả lớp, chào mừng vị khách của chúng ta nào. Cô đã mời một phi hành gia thật đấy. Tàu của chú ấy vừa đáp xuống một tiếng trước. Hãy kể về chuyến bay của bạn đi nào. Wow, thật đó hả? Phi hành gia thật luôn. Điên rồ thật. Một điều khó nhằn là ở trong môi trường không trọng lực trong một thời gian dài. Vì vậy nên phi hành gia phải luyện tập rất nhiều. Wow, phi hành gia thật luôn. Trông ngầu quá đi. Ai cũng sẽ phải ganh tị cho coi. Cảm ơn bạn, câu chuyện thú vị lắm. Vinh hạnh của mình mà. Thế nào, các em có thích hay không? Dạ có, đúng là một kỷ niệm khó quên. Cô Penny cũng chuẩn bị điều thú vị cho lớp học. Trái cây và củ quả là những mô hình hành tinh lý tưởng. Nhìn nè, đây là hệ mặt trời đấy. Rất độc đáo. Nhìn trái đất to chưa nè. Và sao thủy nhỏ hơn thế nào khi so sánh nè. Nhìn như em bé vậy. Thú vị thật ha. Cô Penny à, các hành tinh xoay quanh mặt trời như thế nào? Ồ, đây cũng là một điều thú vị nè. Yêu quơ, lên bảng nào. Cầm mặt trời đi, đừng ngại. Lên đây nào các em. Hoàn hảo, cầm các mô hình lên đi. Nói cô biết các em biết gì về các hành tinh này. Ồ, đây là một hành tinh rất đẹp đẽ nè. Hoàn hảo, đến lượt em. Hành tinh này gọi là sao thổ. Nó có cái vòng bao quanh. Còn của em là mặt trời. Nó thật ra là một ngôi sao. Cảm ơn các em, thế là đủ rồi. Giờ thì ta có thể thấy các hành tinh xoay quanh mặt trời thế nào. Tốt đó, em làm tốt lắm. Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Sao ầm ĩ thế? Cô Penny, cô giải thích đi. Chúng tôi chỉ là đang mô tả cách các hành tinh xoay quanh mặt trời thôi mà. Thật sao? Ý tưởng độc đáo đó. Hay thật. Cô Penny à, ý tưởng này xứng đáng được thưởng đó nha. Ồ, không sao đâu mà, là vinh hạnh của tôi thôi. Các em à, về chỗ đi. Giờ thì các em cũng có quà ăn vặt rồi nè. Môn giải phẫu học. Cô Candice có đem mô hình theo kìa. Một bộ xương thật. Đúng thứ chúng ta cần. Xem nó to chưa nè. Thú vị ghê. Hôm nay chúng ta sẽ học được nhiều lắm đấy. Chuẩn bị ghi chú nha. Chủ đề của bài học hôm nay là cấu trúc xương người. Các em có thể thấy từng xương luôn. Yeah! Wow!
đề này rất quan trọng và hữu ích lắm đấy. Nhớ chú ý thật cẩn thận vào nha. Cô Penny cũng đang chuẩn bị cho giờ giải phẫu học. Các em, hôm nay chúng ta sẽ học về cấu trúc tuyệt vời của cơ thể người. Nghe bài cẩn thận và ráng nhớ bài nha. Và sẽ tốt hơn nếu các em ghi bài lại. Đây là một chủ đề rất thú vị. Nhưng sao em lại buồn ngủ thế kia hả? Chú ý đi nào. Sao vậy? Mình phải làm gì đó thôi. À, biết rồi. Ewer, em lên bảng có được không nào? Em à, dạ được. Ewer, em sẽ làm mẫu quan sát nha. Cái gì? Mẫu quan sát hả? Đừng lo, an toàn mà. Em hãy vén áo lên đi. Cô chắc chứ? Cô chắc mà. Nhìn nè, gan nằm ở ngay đây. Còn đây là thận và dạ dày. Chú ý nha các em. Wow, lớp học đang trở nên thú vị hơn. Mình không biết rằng nó lại hấp dẫn như vậy. Các em có thấy thú vị không nào? Dạ có. Cảm ơn em yêu quá, em về chỗ được rồi. Bài học đến đây là kết thúc. Cô Penny à, bài học thú vị lắm ạ. Oh, cô rất vui vì em thích. Đến giờ nghỉ trưa rồi, ăn trưa thôi nào. Nhưng cô Penny chỉ có một ly trà cho bữa trưa hôm nay mà thôi. Còn các bạn học sinh thì có đủ luôn. Thơm ghê. Trông ngon thật. Sao cô Penny lại không ăn trưa vậy? Các em cứ ăn đi, cô sẽ quay lại ngay. Hình như hôm nay cô không có đồ ăn trưa rồi. Ta cần phải làm gì đó thôi nào. Cùng góp đồ ăn là một ý tưởng hay đó nha. Ừ, cô sẽ vui lắm cho coi. À, cái gì đây? Bất ngờ thật. Là cho cô đó hả? Các em ngọt ngào ghê. Cảm ơn nhiều. Dạ không sao, cô Penny à. Cô sẽ đã sao nếu không có các em đây. Cô Candice cũng đang ăn trưa trong giờ nghỉ. Chào buổi chiều, tôi có thể đặt đồ ăn giao đến đây hay không? Bà làm ơn giao hàng càng sớm càng tốt nha. Thưa cô, đồ ăn của cô đây. Chúc ngon miệng. Wow, bồi bàn riêng luôn kìa. Thức ăn ngon ghê. Nhìn hoành tráng thật đó. Cuộc sống thật tuyệt vời. Sao mà ăn nổi bông cải khi đã thấy cảnh này chứ? Môn đại số. Để xem ai đã học bài rồi nào. Các em chú ý vào. Ai chăm chỉ sẽ có phần thưởng đấy. Em ạ. À. Ừ, sao lại là Martin chứ? Lúc nào cũng vậy cả. Martin, cô có thể thấy là em đã đọc bài rồi. Của em đây, cái này cho em nè. Cho em thật hả cô? Cô chắc chứ? Thấy chưa, cô đã nói là phải chú ý mà. Em đã mơ đến thứ này cả đời rồi. Ai tiếp theo đây? Dạ em ạ. À. Mời em. Lana cũng đang làm bài rất tốt. Hoàn hảo. Món quà này là của em. Wow, nước hoa Versailles ạ. À. Hạnh phúc quá đi. Không công bằng. Em cũng muốn trả lời mà. Còn một chiếc camera nè. Ai muốn trả lời? Dạ em. Không, mình vẫn chưa được trả lời mà. Mời em đi. Yeah, mình biết ngay là sẽ may mắn mà. Đây nè, của em đây. Cảm ơn cô. Mình sẽ chụp rất nhiều ảnh mới luôn nè. Nhìn xem nó ngầu chứ nè. Lớp học đã thành công rồi. Còn cô Penny thì hơi lờ đờ một chút. Có vẻ như cô đã không ngủ đủ giấc. Ai xung phong trả lời nào? Dạ em ạ. À. Được, mời em. Đáp án chính xác. Em xứng đáng được một phần thưởng nhỏ. Chú chìm giấy dễ thương này là của em. Thật ngọt ngào quá. Em cũng muốn nữa. Cho em trả lời với. Em nữa, em cũng muốn một chút. Các em hiểu bài quá ha. Đừng lo, cô có đủ chim giấy cho mọi người mà. Của em đây. Và em nữa. Các em xứng đáng hết. Chúng sẽ đem lại may mắn cho các em. Dễ thương ghê. Cô đã cố gắng gấp chúng cho các em đấy. Cô đã thức cả đêm luôn. Vì các em là tuyệt nhất. Hóa ra cô Penny lại lờ đờ hôm nay là vì vậy. Cô đã dành cả đêm để gấp chim giấy. Đúng là một cô giáo tận tụy. Cả lớp à, đến lúc nghỉ dài ngày rồi. Hẹn gặp lại các em vào học kỳ sau. Yeah, hẹn gặp mọi người lần sau. Đã đến lúc đi du lịch rồi.
bãi biển đang đợi mình. Có vẻ như mình trễ giờ bay mất rồi. Cô Penny cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Hẹn gặp các em vào học kỳ sau nha. Cô sẽ đi một chuyến phiêu lưu đi. Một cuộc đi bộ đường dài. Còn gì tuyệt hơn nữa chứ. Nó sẽ là một chuyến đi du lịch hay ho. Bạn nghĩ sao về hai cô giáo này? Bạn thấy ai giống cô giáo của bạn nhất? Hãy bình luận phía dưới nha. Và hãy nhấn thích video này, đăng ký kênh của chúng mình và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nào về giáo viên và trường học trên kênh Room Dream Select.